Dạ, Biển Xanh xin kính chào quý anh chị và các bạn cùng các nhà đầu tư cá nhân. Kính chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. Hôm nay Biển Xanh đang có mặt tại mặt tiền đường Trần Anh của khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An quý anh chị nhé. Đây chính là mặt tiền đường Trần Anh. Mình chạy thẳng vô chút xíu nữa là gặp ngay trụ sở công ty Trần Anh Group đó quý anh chị. Và hôm nay cái sản phẩm Biển Xanh giới thiệu chính là một căn nhà có diện tích là ngang 8, dài 10, một trệt một lầu quý anh chị nhé. Sổ hồng riêng, thổ cư là 100%. Đây. Bây giờ thì xin mời quý anh chị và các bạn cùng đi vào tham quan căn nhà một trệt một lầu, diện tích ngang 8, dài 10 cùng với Biển Xanh nhé. Đây, căn nhà mới xây quý anh chị ơi. Căn nhà này hướng Bắc quý vị ơi, rất là mát. Đây là phía bên ngoài của căn nhà quý anh chị nhé. Nhà vừa mới xây xong, điện nước đầy đủ. Mình mua là chỉ việc dọn vào là ở ngay ngang 8. Nhưng mà người ta xây thì có ngang 4 thôi. Còn phía bên cạnh thì mình còn 4 mét đất nữa quý anh chị nhé. Mình có thể để xe hoặc là trồng rau hay là trồng cây cảnh gì đó ở phía này rất là đẹp nè. Đây là còn 4 mét trống, người ta chưa xây gì hết. Và người ta xây căn nhà một trệt một lầu là xây ngang 4 thôi. Cái kiểu mẫu thiết kế khá là đẹp quý anh chị nhé. Cái này phía trước mình là có bậc hè đi lên. Cửa thì là cửa 4 cánh. Mình mở ra thì rất là rộng rãi đó quý anh chị. Cái này mình về mình mua thêm một cái rèm cửa nữa. Mình treo kéo qua cái này, qua cái cửa cho nó mát. Phía bên ngoài này là phòng khách đó quý anh chị. Đây. Nhà một trệt một lầu. Diện tích đất là ngang 8 dài 10 quý anh chị nhé. Thì người ta xây là ngang 4 dài 10 thôi. Bước vào phía trong là mình sẽ gặp ngay phòng bếp. Điện nước đầy đủ rồi. Mình mua là chỉ việc dọn vào là ở ngay. Phía trong là khu vực của nhà tắm, bồn rửa mặt và WC. Tiếp theo thì Biển Xanh sẽ mời quý anh chị mình đi lên lầu để tham quan nhé. Căn nhà này là nhà một lầu đúc thật, diện tích đất là ngang 8 dài 10, nhưng người ta xây thì chỉ có ngang 4 dài 10 thôi, còn phía bên cạnh còn 4 mét đất. Mình có thể để trồng rau hoặc là trồng cây cảnh. Trên lầu thì mình có hai phòng ngủ quý anh chị nhé, hai phòng ngủ và một WC. Đây là một cái phòng ngủ thứ nhất. Bước ra là mình sẽ gặp ban công. Ra ngoài này rất là thoáng và mát đấy quý anh chị. Bên kia cũng có một cái mẫu nhà người ta đang xây cũng khá là đẹp. Đây, đứng ở trên này mình nhìn ra chính là trục chính đường Trần Anh của khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia đó quý anh chị nhé. Thuộc ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Căn nhà này vừa mới xây xong thôi. Mình mua là chỉ việc dọn vào là ở ngay. Mình mua về thì mình thiết kế thêm những cái rèm cửa vô, những cái tranh 3D gì đó mình gắn lên cho cái ngôi nhà của mình thêm phần sang trọng quý anh chị nhé. Và giá của căn này là 1 tỷ 480 triệu, bao sang tên công chứng. Đây, WC trên lầu, thêm một phòng ngủ thứ hai nữa. Trên lầu mình có được hai phòng ngủ, một WC và một ban công. Nhà vừa mới xây xong, sổ hồng riêng, thổ cư 100%, giá chỉ có 1 tỷ 480 triệu, bao sang tên công chứng. Quý anh chị có quan tâm đến vị trí của căn nhà hướng Bắc này và giá của nó thì hãy nhanh tay kết bạn Zalo hoặc là gọi cho Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Căn nhà vừa mới xây xong nhìn cũng khá là sang trọng và đẹp mắt đó quý anh chị ơi. Mình mua thì mình chỉ việc dọn vào là ở ngay. Nó nằm ngay
Kế bên mặt tiền trục chính đường Trần Anh của khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia, ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đó quý anh chị nhé. Đây, mình đứng từ căn nhà là mình ra nhìn ra là mặt tiền trục chính đường Trần Anh của khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia đó quý anh chị, thuộc ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Khu vực này thì mình rất là gần với các tiện ích hiện hữu như là trường mầm non, trường cấp 1, cấp 2, Ủy ban xã Mỹ Hạnh Nam, Bệnh viện Hàn Quốc, Trung tâm Y tế, Bách Hóa Xanh, Điện Máy Xanh. Rất là nhiều các dịch vụ tiện ích phục vụ đời sống con người đã hiện hữu quanh nơi đây. Và đặc biệt xung quanh đây thì bao bọc rất là nhiều khu công nghiệp lớn như là Nhị Xuân, Xuyên Á, Hoàng Gia, khu công nghiệp Đức Hòa 3. Rất là thuận lợi để mình an cư lập nghiệp. Mình đi làm sinh sống ở khu vực này thì cũng rất là gần. Đây, phía ngoài này mình còn 4 mét đất trống đây quý anh chị. Bên cạnh thì là một căn nhà, một trệt một lầu. Giá của căn này thì chỉ có 1 tỷ 480 triệu bao sang tên công chứng, sổ hồng riêng. Mình mua là chỉ việc lên phòng công chứng Đức Hòa là sang tên công chứng ngay quý anh chị nhé. Quý anh chị và các bạn có quan tâm đến vị trí và giá của căn này thì hãy nhanh tay nhấc máy lên gọi cho Biển Xanh, số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Quý anh chị và các bạn yêu mến Biển Xanh thì hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những clip mới nhất nhé. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin chào và hẹn gặp lại.